Vũ ơi, xin chào bà con. Cái này không để con thiết vô nữa hay vậy? Rồi một cái combo đầu lòng của game 125. Hàng đẹp kem. Cái này là sản xuất tháng 7 2022 luôn ha. Tại vì tháng 7 tháng 8 là nó cuối cùng của 22 à. Cuối cùng à. Đầu đẹp keng luôn. Nguyên combo như vậy thì bao gồm bình xăng. Đó, chúng ta chơi nguyên combo gì lên xe neo kim, neo GT gì phụ hai lụm hết trơn. Boe, bình xăng, co, trục bô, xá xì. Đầu lòng. Cái này là ở chợ người ta gửi về, người ta không có này, chứ không phải là mình không có bán, mình cho luộc lại là không có, không chơi gì xấu lắm thiệt. Người ta lọt lại cái mô ghi chân dài nè, chứ hai con ốc combo nè. Tại cái quy quy lực của người ta gì vậy, quy lực của người chảnh người ta làm gì vậy. Nguyên combo như vậy là 7 triệu rưỡi nha bà con ha. Combo đẹp. Boe này có chạy. Cái này là em chơi là không có rửa ghế gì vậy ha, giờ là đưa lên là bán luôn, không có rửa tẩy quá chắc gì mà để cho nó mới đẹp hơn hết. Ngoài hàng thì mình đồ của mình đầu ken đồ đẹp, cái nước nhôm của lòng nè và nước nhôm của đầu bò nè. Ok, bắt vân lòng đây. Ok rồi, xi đẹp, nước nhôm đầu bò đẹp ken, ốc xúc bắp đồ đẹp, trái thơi trái hơi đẹp, mấy cái trái hơi xa xị nè. Rồi nguyên combo này hàng cọp 7 triệu rưỡi nha bà con ha. Trời ơi cái chục bô đẹp. Đó. Lúa điện. Rồi anh em nào muốn coi hình thì em đi hình cho coi. Đó, lòng đẹp. Lòng cọp luôn, tháng 7 là lòng là cọp luôn đó. Ồ, trái bên trong quá trời đẹp luôn. Cái này không lấy điện cho anh Kiệt lấy cái lòng này đó. Đầu cũng đẹp. Nếu mà anh em mua lòng lẻ cái lòng 3 triệu, còn nguyên cái thớt kia lại là 4 triệu rưỡi. Rồi cái phần này cho qua nghe bà con ha. Bán nguyên combo này nè, mới giờ 2 bộ. Co si, chục bô, xá xị, bình xăng con. Này hàng đẹp, 2 bộ, 1 bộ 3 triệu. Cái này tháng 7 2022. Tháng 7 22 gần cuối đời, tháng 8 cuối đời. Hàng rất xe mới. Đang xà quen. Trái bình xăng mới chát đây. Nước nhôm mới nè. Nguyên combo về 3 triệu nha anh em ha. Bình xăng Boe, chục bô, xá xị. Rồi cái bộ này tháng 7. Ở đâu loại cái Boe đó đi cục máy vậy. Nè anh em hôm nào hỏi chục bô gì đó, chục bô về nhóc chân nè ha, chục bô đẹp. Nếu chục bô bán lẻ là chục bô 400, coi si 200. Nó chục bô ken đẹp cọp không à.
khoảng ghê gầy 400. Mấy cái này quá mới luôn. Toshi 200. Cái này rửa xịt đừng cho này hoạt lúc đây nè. Rửa mới giữ thẳng cho phần nâng lại. Quá trời mới. Màu này tháng 8, tháng 7, 2022. Quá mới. Từ chén bọng chẳng ha. Rất cờ cập. Rồi cho anh em gắn phu 2, phu neo lậm thạch hết. Nếu anh em mua gì lẻ gì cũng bán nè, mua boe, bình xăng, co, xá xị, mua gì cũng bán nữa đó. Còn boe bán lẻ 400, để cho anh em gắn vô phu neo. Bên trong nó sẽ có cái lọc gió mới giác trong á. Ngoài bị chày nè. Chạy sức là chạy bình thường thôi, bên trong quan trọng là bên trong có cái lọc gió. Cái này để vô trong cái sườn xe thì nó che khuất là ốc tán đẹp, thun đẹp, cẩu dê đồ đầy đủ ha. Gắn phu neo là vừa y gan. Cái này 400. Anh này nay mới về cục máy gã luôn, nguyên cái đường dây điện sườn, nguyên dây điện sườn về bán 1.9 triệu, IC bên sườn có sạc mới giữ trời, IC bên sườn có sạc, áp top kích đề dây điện sườn luôn 1.9 triệu. Của game 125 đó, cho anh em xài, bán nguyên cục máy luôn, gã nguyên hôm nay gã nguyên cục máy luôn. Dạ nguyên cục máy, anh em có lấy gì lấy ha, hôm nay sẽ gã cục máy. Gác chân ngang 2 tầng, cọp đẹp, cục bô sẽ xệ giờ đạp cần số, nguyên cục máy, máy cọp xuất sắc ha. Máy cọp xuất sắc luôn, hôm nay gã đó, anh em mua nào bán đó, mua câu đài, lóc măng cá, đầu lòng, nồi dên số rồi nè, ai mua nào gã đó, cục máy rất là cọp, siêu cọp. Mới như thau nhôm luôn á. Rồi ok anh em nha.